Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 31, Cơ hội Lâm kiều đầu bù tóc rối quỷ trên đất khóc nước nữa, lão thái thái chi chính nhắm hờ mắt nằm trên giường gạch lót đệm gấm. Nhị lão thái thái đồng thị dẫn Lâm Phương và Lâm Di đến cạnh giường, nhỏ giọng hỏi lão thái thái nhanh chính, chị dâu trong người thế nào rồi lâm gì đi tới đỡ lâm kiều lâm kiều vẫn đau lòng không thôi nói sao cũng chẳng chịu dậy nha hoàn bà tử bên cạnh thấy thế đành tiến lên giúp một tay mới kéo được lâm kiều ngồi lên ghế tử tế nhị lão thái thái hỏi bạch ma ma đứng cạnh đó tại sao lại thành thế này đã mời lang trung chưa bạch ma ma thưa mời rồi à đang ở tiền viện chờ nhưng lão thái thái không chịu cho vào. Chị dâu, như vậy sao được? Nhị lão thái thái buồn bã khuyên lơn, chị dâu phải nghĩ tới mấy đứa nhỏ mà bảo trọng thân thể chứ. Chúng ta đã sống đến từng tuổi này, còn có cái gì chưa trải qua đâu. Nhị lão thái thái vừa dứt lời, Lâm Kiều lại khóc nấc lên. Nhị lão thái thái nhìn về phía Lâm Phương và Lâm Di, hai đứa mau dìu đại tỷ sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước đi. Lâm Di, Lâm Phương đồng thanh giả, một tiếng, sau đó dìu Lâm Kiều sang phòng nhỏ phía đông. Nhị lão thái thái đồng thị và lão thái thái chi chính ở phòng kia nói chuyện, bên này Lâm Phương cũng nóng ruột hỏi han Lâm Kiều, đại tỷ, nghe nói đại tỷ phu bị bắt rồi, là thật sao? Tim Lâm Kiều run bắn, nhớ đến lúc quan binh sông vào nhà dẫn phu quân đi, cả người nàng liền lạnh toát. Khi ấy, như đã sớm dự đoán được, phu quân chỉ quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt như quyến luyến không muốn rời xa nàng. Cuối cùng nàng cũng hiểu được tại sao khi cha chồng bị mang đi, mẹ chồng nàng lại có vẻ mặt như vậy, khi nghe nói cả nhà cùng bị lưu đày, mẹ chồng ngược lại bình thản hơn. Bất kể là đi đâu, phu quân vĩnh viễn là trụ cột của gia đình, không có cây cột này, tất cả mọi thứ đều đè nặng lên vai người vợ. Nàng thà phu quân đi đâu nàng đi đó, mẹ chồng nói rất đúng, người một nhà có chết cũng phải chết cùng nhau. Lâm Di nhìn sắc mặt của Lâm Kiều, cũng biết tình hình của đại tỷ phu rất xấu. Lâm Phương vẫn hỏi tới, rốt cuộc là. Lâm Di lên tiếng ngắt lời Lâm Phương, đại tỷ nghỉ ngơi một lúc đi, nói không chừng lát nữa sẽ có tin gửi về. Lâm Kiều ngước lên, thấy Lâm Di nhìn mình bằng ánh mắt lo âu, đại tỷ, trong nhà vẫn còn rất nhiều người trông nhờ vào tỷ. Đúng vậy, vẫn chưa có kết luận cuối cùng mà nàng đã dối bởi thế này, Phu quân trở về nàng biết ăn nói sao đây? Nhưng nghĩ tới từng người viên gia bị hãm hại như vậy, những người đó hiển nhiên chưa đuổi cùng giết tận thì sẽ không thôi. Phu quân đã rơi vào tay địch, làm gì còn mạng trở ra nữa. Lâm Kiều ôm mặt, nghẹn ngào không thôi. Nhìn Lâm Kiều khóc ướt cả mặt, Lâm Phương cũng chẳng buồn hỏi han nữa. Theo như cha mẹ nàng ta nói thì hoàng thượng mới bắt đầu tin dùng một nhóm quan văn đa phần xuất thân dòng dõi thư hương trong đó có không ít người quen biết với viên gia, cho nên có ý định chung tay lật lại bản án gỡ tội cho viên học sĩ. Cứ tưởng viên gia sẽ có thể đợi thời trở lại, nào ngờ lại đi tới đường này, ngay cả đại tỷ phu cũng bị dính líu vào. Nhìn dáng vẻ này của đại tỷ, hẳn lần này viên gia đã hoàn toàn hết hy vọng. Trong phòng chính, lão thái thái chi chính để lang chung thăm mạch, uống hết một chén thuốc đen kịt khi nhìn thấy sắc mặt lão thái thái chi chính đỡ hơn nhị lão thái thái mới hỏi là bị tội gì thế lão thái thái chi chính lắc đầu giờ vẫn chưa biết ta còn định để doãn ninh tìm cách hỏi thăm nhị lão thái thái hỏi tiếp có văn thư tịch thu tài sản không lão thái thái chi chính uể oải đáp nghe lâm kiều nói quan binh chỉ mang tất cả sách vở và thư từ trong nhà đi không đụng đến trang sức vật dụng nhị lão thái thái nhíu mày đại cô gia không phải là quan trong triều tại sao lại bị thu giữ sách vở thư tư lão thái thái chi chính lắc đầu ta cũng nghĩ không ra nghe được tin giữ bà liền gọi lâm kiều tới hỏi ai người lại hay tin lâm kiều treo cổ trong phòng lúc đó bà chỉ thấy trước mắt tối sầm trời đất quay cuồng bây giờ biết lâm kiều không có chuyện gì bà mới bình tĩnh lại nhưng chưa kịp hỏi thăm thì đồng thị đã vào phòng chỉ có thể chờ nghe thêm tin tức mới tính tiếp được nhị lão thái thái gật đầu ta cũng định cho doãn ninh hỏi thăm người trong tộc để mọi người đồng tâm hiệp lực giúp đỡ đại cô gia bằng không lâm kiều biết làm sao bây giờ lão thái thái chỉ sinh được một đứa con trai con trai cũng có mỗi mình lâm kiều lão thái gia chi chính đã qua đời từ lâu sau đó con trai trưởng cũng không còn lâm kiều chính là mạng của lão thái thái chi chính lâm kiều xảy ra chuyện bà nhất định nóng lòng hơn ai hết nhị lão thái thái đồng than thở nhưng vẫn không quên ngấm ngầm tính toán. Lúc trước bà ta tưởng viên gia chuẩn bị trở mình, cho nên mới chủ động lui tới với viên gia. Bây giờ tuy viên gia không còn hy vọng, nhưng đây chính là cơ hội ngàn năm, nếu bà ta nghĩ ra cách giúp được đại cô gia, chi chính sẽ bị bà ta nắm thóp. Đến lúc đó bà ta sẽ ra điều kiện, trừ phi lão thái thái chi chính chịu nhận con trai bà ta làm con thừa tự, bằng không bà ta sẽ không cứu đại cô gia lão thái thái chi chính có thích lâm di đến mấy cũng không thể trơ mắt nhìn cháu gái ruột của mình thành quả phụ nhị lão thái thái nghĩ tới đây thì an ủi lão thái thái chi chính chị dâu phải dưỡng bệnh cho tốt mấy chuyện này cứ giao cho ta chỉ cần có tin tức ta sẽ lập tức cho doãn ninh đưa sang trước khi con trai được nhận làm con thừa tự bà ta thật lòng mong bà chị dâu già này sống lâu được một chút bên phòng chính nói chuyện xong bên này lâm kiều cũng ngừng khóc Lâm Phương buồn chán nên ngồi đếm hoa văn trên thành ghế bằng gỗ tử đàn trong khi Lâm Di chăm chú lắng nghe Lâm Diều thút thiết thuật lại mọi chuyện. Lâm Di hỏi, nói vậy nhà tỷ không ở được nữa. Nàng thật lòng hy vọng Lâm Kiều có thể tạm thời ở lại viện của Chi Chính. Như vậy có chuyện gì cũng có thể thương lượng với lão thái thái Chi Chính. Lâm Kiều nghẹn ngào đáp, chỉ có thư phòng bị phong lại thôi. Nói tới đây, tiêu thị từ bên ngoài bưng thuốc an thần vào cho Lâm Kiều. Nhị lão thái thái đang nói chuyện với lão thái thái chi chính, không phải là chỗ cho con dâu như bà sen miệng vào, cho nên bà ra ngoài theo hạ nhân của chi chính đi sắc thuốc cho Lâm Kiều. Lâm Kiều uống thuốc xong, tiêu thị mới đau lòng nói, con bé này, sao con lại nhẫn tâm như vậy, lão thái thái chi chính chỉ có một mình con là cháu gái, con mà có mệnh hệ gì, lão thái thái làm sao chịu nổi lâm kiều lại rơi nước mắt là con sai rồi tiêu thị tiến lên an ủi được rồi được rồi tất cả rồi sẽ ổn thôi lời này của tiêu thị cũng là lời từ tận đáy lòng lâm kiều chỉnh đốn lại trang phục tóc tai tiêu thị mới dẫn mấy tỷ muội trở lại phòng chính lão thái thái chi chính và nhị lão thái thái đã nói chuyện xong nhị lão thái thái quay lại nhìn lâm kiều cháu ngoan tạm thời cháu đừng về viên gia nữa, đêm nay ở lại đây đi, mai hãng tính. Nhìn tổ mẫu bị mình dọa ngã bệnh nằm trên giường, Lâm Kiều cắn môi gật đầu. Nhị lão thái thái gọi Lâm Kiều đến gần, đúng là một đứa trẻ đáng thương, cháu yên tâm, các thúc thúc trong nhà sẽ không mặc kệ cháu đâu, ta nhất định bắt bọn họ nghĩ cách giúp cháu. Lâm Kiều lại khóc, hiện giờ nàng chỉ thấy cảm kích nhị lão thái thái. An ủi Lâm Kiều xong, nhị lão thái thái nhìn sang lâm phương và lâm di hai đứa cũng ở lại với lão thái thái và lâm kiều đi lâm phương không ngờ nên trợn tròn mắt nghe thấy lâm di giả một tiếng mới đành cúi đầu giả theo sau đó hai người ra ngoài trước lâm phương dầu môi chăn giường của ta làm sao đây còn phấn thơm đồ trang sức quần áo giày dép cả lưu sông hương và hương liệu chưa kể ngày nào ta cũng phải tắm bằng dầu vừng và ngâm cánh hoa mặc kệ Lâm Phương lại nhải, Lâm Di căn dặn Linh Lung trở về lấy ít đồ dùng cá nhân cho nàng, chẳng lẽ viện chi chính còn không cho nàng được một chỗ ngủ sao? Lâm Phương và Lâm Di đưa nhị lão thái thái và tam thái thái tiêu thị ra đến cửa thủy hoa. Lâm Di cố ý lùi lại đi sau với tiêu thị, để hai bà cháu nhị lão thái thái và Lâm Phương đi trước nói chuyện. Nhớ chú ý động tĩnh bên này. Nhị lão thái thái thấp giọng dặn dò, có chuyện gì thì mau cho người báo về nhà. Lâm Phương gật đầu. Nhị lão thái thái còn sợ Lâm Phương chưa rõ. Hôm nay không chừng sẽ có người đến thăm lão thái thái. Ta không thể cứ nghe tin nào cũng phải sang đây. Ra là vậy nên mới bảo nàng ở lại viện của chi chính. Thế sao tổ mẫu còn bảo Lâm Di ở lại luôn? Nhị lão thái thái nói. Đó là ý của lão thái thái chi chính. Lâm Phương cắn môi. Từ lúc Lâm Di vào kinh, đi đâu nàng ta cũng bị con nhỏ đó tranh giành. Nhị lão thái thái liếc mắt nhìn Lâm Phương, bây giờ đã biết mình nên chú tâm một chút chưa? Lâm Kiều ở lại chi chính, phàm là thân thích của viên gia sẽ qua đây thăm hỏi. Cháu phải thời thời khắc khắc ở cạnh lão thái thái chi chính tỏ lòng hiếu thuận mới có lợi cho sau này. Thân thích của viên gia. Vậy hẳn lâm gia cũng sẽ tới. Viên gia chẳng phải vẫn muốn dựa vào lâm gia chờ mình sao? Chẳng lẽ, mắt Lâm Phương chợt sáng rực, nói không chừng Lâm gia có thể giúp. Cuối cùng cũng hiểu rồi. Nhị lão thái thái vui mừng gật đầu, ta sẽ bảo cha cháu đánh tiếng hỏi thăm Lâm gia. Vừa nói bà vừa nhìn Lâm Phương đầy ẩn ý. Tổ mẫu nói vậy là có ý gì? Lâm Phương đột nhiên đỏ mặt. Nhị lão thái thái dĩ nhiên sẽ không nói huyệt tuyệt ra. Chuyện làm thân với Lâm gia bà ta đã nhăm nhe rất lâu rồi đến giờ vẫn chẳng thấy Lâm gia tỏ ý gì. Không trở thành thông gia Lâm gia sẽ không ra mặt giúp Viên gia, nếu có thể nhân chuyện này vừa kết thân vừa nắm thóp được chi chính, chính là nhất cử lưỡng tiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 32, cưới cô ta là được. Nhị lão thái thái trở về không lâu thì đồ dùng của Lâm Phương và Lâm Di liền được chất lên xe kéo. Của Lâm Di chỉ có hai hòm, trong khi của lâm phương thì đếm không xuề nếu không vì điền thị ngăn cản hẳn nha hoàn của lâm phương đã vác cả thùng thắm theo luôn trong lúc lâm phương vẫn còn chống nạnh nhìn nha hoàn sắp xếp đồ vào phòng mình thì lâm di đã thu dọn xong đi tới phòng lão thái thái chi chính lão thái thái chi chính vừa mắng lâm kiều dại dột chưa gì đã tìm cái chết thì làm sao quản lý gia đình nếu chết rồi sẽ có thể khiến đại cô gia trở về bà già như bà đã đi trước lấy mạng đền mạng rồi. Lâm Kiều nghe vậy mới biết lỗi của mình, khóc lóc hứa lần sau sẽ không dám nữa. Lâm Kiều dối cả ngày lên đã về phòng nghỉ ngơi một lúc, còn lão thái thái vẫn thao thức, nhìn thấy Lâm Di vào thì bảo nàng tới ngồi xuống trước giường. Lâm Di lên tiếng hỏi lão thái thái chi chính, nhị lão thái thái sẽ hỗ trợ chứ à? Thật là một đứa trẻ nhạy cảm, tại sao con bé này lại không sinh ra trong nhà bà chứ lão thái thái chi chính thở dài còn phải chờ xem ta lấy gì hồi đáp đã lâm di im lặng nàng biết nhị lão thái thái đang tính toán gì nhưng hiện giờ ngoài trừ bà ta thì cả cha nàng cũng không giúp được gì cho chi chính tổ mẫu ruột của cháu không những tốt bụng mà còn thẳng thắn chỉ là số mạng không tốt lão thái thái nhắc tới đồng thị đồng thị vào kinh nhiều năm như vậy Hết sức khổ sở mới nuôi lớn được mấy đứa con, nếu bà ta suy nghĩ thoáng đạt được một chút ta cũng chẳng buồn so đo với bà ta. Sản nghiệp của chi chính cho bọn họ cũng được, mấy thứ này ta chết rồi cũng chẳng thể mang theo. Lão Thái Thái vừa nói vừa cười lạnh, ai ngờ bà ta không chờ nổi, chưa gì đã bày đủ kế với ta. Đừng tưởng thế thì ta sẽ sợ bà ta, bà ta càng tính toán, ta càng quyết không để bà ta được như ý. Nói thì nói thế, nhưng nhà mẹ đẻ của đồng thị dù gì cũng có máu mặt. Lâm Di nói với bà, bá tổ mẫu bớt giận, thử nghĩ xem kế tiếp nên làm thế nào thì hơn. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn một nhà của đại tỷ phu không lo, tỷ tỷ chỉ còn bá tổ mẫu để dựa vào thôi. Dù vậy cũng không thể mặc cho bà ta tính toán. Nhà mẹ đẻ của nhị lão thái thái đã bày mưu cho bà ta từ trước, mắt luôn nhìn chằm chằm tước vị của trần gia chúng ta. Nếu để con ruột của bà ta thừa tước, cháu có biết cha cháu sẽ thế nào không? Nàng biết chứ, hai bá phụ chưa thừa tước mà cha nàng đã từ con vợ cả bị đẩy thành con vợ lẽ. Ánh mắt Lâm Di vẫn không hề sợ hãi, nhưng nếu không cứu nhà đại tỷ phu, tỷ tỷ sẽ không có nơi nương tựa, cái nhà này sớm muộn gì cũng rơi vào tay người khác. Con đường này, tiến cũng khó mà lùi cũng khó. Kết cuộc lục nha đầu nhìn ra được, sao bà lại không lường trước được chứ? Chuyện này nói cho cùng thì đều vướng mắc ở chỗ Lâm gia, lão thái thái chi chính nghĩ tới đây lại đưa mắt nhìn Lâm Di. Lâm Di cũng không tránh né ánh mắt của bà, có phải bá tổ mẫu đang đắn đo, không có quan hệ thông gia Lâm gia sẽ không đồng ý giúp đỡ. Lão thái thái nhánh kinh ngạc, ngay cả chuyện này cháu cũng biết. Kiếp trước nàng chết bởi Lâm gia, sau khi sống lại lại thấy Lâm Phương nhớ thương Lâm Chính Thanh. Lão Thái Thái Chi Chính và Đồng thị đều muốn lôi kéo quan hệ với Lâm gia, có thể thấy được Lâm gia chiếm vai trò trong chuyện này. Sau khi kết thân, dĩ nhiên Lâm gia sẽ giúp đỡ thông gia của mình. Lão Thái Thái Chi Chính bộc bạch hết những lời trong lòng cho Lâm Di nghe cũng vì muốn nghe suy nghĩ của nàng về Đồng thị, không ngờ nàng cũng nhìn ra được rất nhiều đường hướng. Cháu cảm thấy chúng ta nên làm gì bây giờ? Lâm Di ngước lên nhìn bà, thấp giọng nói, theo cháu gái thấy hay là vừa để cha cháu đi hỏi thăm tin tức, vừa chờ xem tình hình. Lâm gia và nhị lão thái thái đồng thị giống nhau ở chỗ trước mắt chỉ có hai chữ, lợi ích, cho dù lâm gia giúp được cũng phải tới dò ý của bá tổ mẫu. Đại tỷ nói quan binh chỉ đến tra xét văn thư, từ cổ trí kim, phàm là án có tra xét văn thư thì không chỉ dính dáng đến một nhà thôi đâu. Lâm gia và đại tỷ phu đều là con cháu dòng dõi thư hương cả, lâm gia và viên gia là thông gia, nếu lâm gia thật sự bỏ mặc viên gia thì chính là không nhìn nhận mối hôn sự này, tiếng xấu này lâm gia cũng không gánh nổi. Chưa kể, lâm gia và viên gia hai nhà nâng đỡ nhau nhiều năm như vậy, không thể cứ thế khoanh tay làm ngơ. Đại tỷ cũng có thể tới tìm họ hàng trong viên thị khóc lóc kể khổ. Không nhờ và người nhà gia tộc phu quân mình thì còn tìm ai nữa chứ? Sao bà không nghĩ tới chuyện này nhỉ? lão thái thái chi chính sáng mắt lên lập tức ngồi dậy bảo bạch ma ma đi gọi lâm kiều tới lâm kiều được tin liền khoác áo ngoài lật đật chạy tới phòng chính lão thái thái thuật lời của lâm di cho lâm kiều nghe lâm kiều khẽ nhíu mày cháu có đi cầu xin người trong họ thì bọn họ cũng chẳng chịu giúp đâu lục muội muội không biết thì thôi chẳng lẽ tổ mẫu cũng không nhớ lúc cha chồng bị kết án người trong họ đều né tránh không giúp Mẹ chồng cũng chẳng làm được gì. Bây giờ phu quân cũng bị dính líu, người trong họ sẽ càng tránh xa hơn, cháu có mặt dày tìm tới người ta cũng không mở cửa đâu. Lúc trước thái độ của người họ Viên khiến nàng tức giận đến mức phải buông lời thề rằng chỉ cần còn sống nàng sẽ không đặt chân tới cửa nhà người họ Viên nửa bước. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, lão thái thái chi chính nặng nề nói: Lúc ấy Viên thị không chịu hỗ trợ nên ta mới đưa nhà cửa và điền sản ra giúp các cháu vượt qua khó khăn, nhưng bây giờ ta đã bệnh không dậy nổi, cháu cũng chỉ có thể trở về cầu cứu người Viên thị thôi. Không để Lâm Kiều kịp tranh cãi, lão thái thái chi chính lại tiếp lời, nghe ta nói hết đã. Cha chồng cháu bị dính vào án tham ô, người đọc sách coi trọng thanh danh, người họ Viên đứng yên không nhúng tay cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng bây giờ thì khác, lúc chồng cháu bị quan phủ dẫn đi không hề đụng tới bất kỳ châu báu vật dụng gì mà chỉ lấy tất cả văn thư trong thư phòng nhà. Sách chính là sinh mạng của người đọc sách, sách trong nhà cháu phần lớn đều là từ gia tộc họ viên đưa tới. Lâm Kiều vẫn chưa hiểu ý của tổ mẫu mình. Lão Thái Thái Chi chính nhìn sang Lâm Di ngồi cạnh đó. Bấy giờ Lâm Di mới nhẹ giọng nói, tỷ tỷ có nhớ vụ án, Thụy Dương tập, dính líu rất nhiều người lúc Đại Chu mới dựng nước không? Thụy Dương Tập là quyển sách tập hợp những lời chê trách đương triều, qua đó tán dương văn tự của tiền triều. Sau đó tác giả đàn Thụy khiến cả họ tộc bị chu diệt, tất cả bạn bè tốt và học trò của đàm Thụy cũng không thoát được. Về sau hễ là hiệu sách, người bán sách hay người mua sách dính dáng đến quyển sách này đều lần lượt bỏ mạng. Từ đó về sau, người đọc sách chẳng ai dám tùy ý lưu giữ nó nữa. Những năm gần đây tuy không xảy ra vụ án nào nghiêm trọng như Thụy Dương Tập, nhưng cũng có không ít người bị định tội mưu phản vì vô tình chứa chấp văn thư cấm. Thấy Lâm Kiều như vừa vỡ lẽ chuyện gì đó, Lâm Di hỏi, "Tỷ tỷ, không nói tới án của viên học sĩ, tỷ cảm thấy đại tỷ phu có khả năng bị tội gì nhất?" Lâm Kiều run bắn, chẳng lẽ là chứa chấp sách cấm? Lão thái thái chi chính nói, "Đây chính là điều viên thị sợ nhất, mấy năm qua chồng cháu chỉ ở nhà đi học." Nếu có bị tội cũng là liên quan tới văn thư sách vở thôi, Viên thị muốn khoanh tay đứng nhìn, triều đình chưa chắc đã chịu để yên. Lâm Kiều còn chưa hồi hồn vì tiết lộ kinh người này, lão thái thái chi chính đã sai Bạch ma ma đi chuẩn bị ít quà để đại tiểu thư mang tới Viên thị. Lâm Kiều run rẩy, nóng lòng nhìn lão thái thái chi chính, tổ mẫu muốn cháu đi ngay bây giờ. Chuyện này dĩ nhiên đi càng sớm càng tốt. Thấy vẻ mặt e ngại của Lâm Kiều, lão thái thái chi chính thở dài, cháu thành thân đã mấy năm, đúng ra phải tự lập được rồi, tuy tổ mẫu chưa quá yếu, nhưng ta có thể che chở cháu được bao lâu nữa chứ? Nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão thái thái chi chính, Lâm Kiều khẽ cắn răng, cháu gái xin nghe theo lời tổ mẫu. Lão thái thái nhìn dáng vẻ cố chấn định của Lâm Kiều rồi nhìn sang ánh mắt trong trẻo bình tĩnh của Lâm Di, lại âm thầm thở dài. Lâm Phương thu dọn đồ đạc xong mới biết đại tỷ đã đi cầu cứu Viên thị. Viên thị mà chịu giúp đỡ thì đã giúp ngay từ hồi viên học sĩ gặp chuyện rồi, làm gì chờ tới bây giờ, đại tỷ đúng là cùng đường làm đại mà. Bụng nghĩ vậy nên Lâm Phương liền vô cùng vui vẻ, sau khi hầu hạ lão thái thái chi chính đi nghỉ ngơi thì nhất quyết kéo Lâm Di tới xem phòng ngủ mình vừa sắp đặt. Lâm Di chỉ nhìn một vòng rồi bảo mệt muốn về ngủ khiến Lâm Phương ở sau lưng tức tối dậm chân, mắng nàng không biết thưởng thức. Lâm Di về phòng liền ngủ thẳng tới sáng, còn Lâm Phương ngủ rồi vẫn mơ màng sai người đi chuẩn bị lá móng tay để nàng nhuộm móng. Mấy ngày qua xảy ra rất nhiều chuyện ngoài dự kiến của mọi người. Vốn tưởng Lâm Kiều đến nhà thân tộc họ viên sẽ nhanh chóng trở về, không ngờ nàng có vẻ như sẽ ở lại đó một thời gian dài. Nhị lão Thái Thái Đồng Thị đưa thiệp mời Lâm Đại Thái Thái tới nhà chơi, Hạ nhân đi đưa thiệp lại trở về báo rằng mới sáng sớm Lâm Đại Thái Thái đã đến Viên gia rồi. Lâm Đại Thái Thái từ Viên gia trở về liền gọi Lâm Chính Thanh tới phòng mình nói chuyện, e rằng chúng ta không thể để mặc không lo chuyện của Viên gia. Lâm Chính Thanh vẫn giữ vẻ mặt như đã dự liệu được từ trước. Đây chính là màn gà con ăn thóc, Lâm gia bọn họ và Viên gia đã là thóc trong thố từ lâu, còn Thành Quốc Công là gà con, gà con ăn Viên gia xong thì sẽ ăn tới Lâm gia thành quốc công trước giờ không ưa quan văn, cho nên trong triều quan võ luôn chiếm phần thắng. Hai năm qua hoàng thượng lại bắt đầu có ý trọng dụng quan văn, thành quốc công vốn xuất thân từ nghiệp binh dĩ nhiên không chấp nhận. Biết vậy nhưng Lâm Chính Thanh cũng không muốn nhiều lời với Lâm Đại Thái Thái, chỉ chờ nghe một vấn đề khác. Như vậy nhà chúng ta sẽ ra mặt đối đầu với thành quốc công. Ân oán giữa Lâm Gia và thành quốc công vốn đã tồn tại từ trước lâm đại thái thái nói theo ý tổ mẫu con muốn đối phó với thành quốc công thì vẫn nên bắt đầu từ chuyện ở phúc kiến kỳ này trần tam lão gia bắt được thôi thủ thành ở ngoài người ta đều nói là nhà chúng ta mật báo nhưng ta thấy bọn họ được trịnh gia mách nước thì đúng hơn bây giờ trần gia đã về phe trịnh gia đối phó với thành quốc công sẽ có thêm phần thắng lâm đại thái thái dừng một chút nhìn mặt lâm chính thanh thăm dò con nghĩ sao trước mắt lâm chính thanh hiện lên ánh mắt lãnh đạm khó giò như có sương khói bao phủ của trần lục tiểu thư trần lục tiểu thư giống như một quyển sách bìa trước và bìa sau hoàn toàn không giống nhau tuy không tinh tế bằng những quyển sách quý nhưng cầm trên tay cũng khá thú vị lâm chính thanh thản nhiên nói chẳng phải mẫu thân từng bảo muốn kết thân với trần ra sao con cưới cô ta là được bạn đang nghe chuyện trên kênh holic audio chương 33, lại đề cập đến hôn nhân. Cưới con bé đó, con trai dễ dàng đồng ý như vậy bà lại thấy không vui. Lâm Đại Thái Thái nhíu mày, ngoài kết thân ra không còn cách nào khác ư. Với điều kiện của chính thanh, về sau vào Hàn Lâm Viện rồi thì dư sức cưới được con gái của gia đình quyền quý, như vậy Lâm gia bọn họ cũng sẽ được nhờ nhiều hơn. Nghĩ vậy Lâm Đại Thái Thái liền bảo, chuyện hôn nhân của con chờ hai năm nữa hãy nhắc mẹ chỉ muốn thương lượng với con xem có cách nào khác không thôi hôn nhân chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích thôi lâm chính thanh bình thản hỏi vậy mẫu thân tính làm sao lôi kéo trần doãn viễn để ông ta cam tâm tình nguyện giao bằng chứng chuyện thành quốc công cấu kết với hải tặc giả dạng giặc oa đánh cướp dân chúng cho nhà ta nghe hỏi thế lâm đại thái thái sầm mặt hồi lâu sau mới nói đều tại phụ thân con bảo ông ấy đi làm thân với trần doãn viễn ông ấy lại chẳng moi ra được nửa chữ từ miệng Trần Doãn Viễn. Cấu kết với hải tặc không phải là tội nhỏ, Trần Doãn Viễn có ngốc đến đâu cũng không thể tùy tiện nói với người khác. Lâm Đại Thái Thái vẫn tức tối nói, tứ tiểu thư của Trần Nhị Lão ra ít ra còn được cái xinh đẹp, còn con bé lục tiểu thư kia mẫu thân thật sự chẳng nhìn ra được ưu điểm nào, rốt cuộc vẫn là đồ hung dữ lớn lên ở nông thôn, con mà cưới nó về không biết sau này sẽ bị nó hành hạ đến thế nào. Trần Lục Tiểu Thư lần đầu tiên đến nhà người khác làm khách mà lại dám khóa cửa nhốt Tiểu Thư nhà người ta lại. Có thể thấy chẳng phải hạng hiền lương thục nữ gì. Chưa kể, ngộ nhỡ Trần Gia không có gì đáng sơ muối được. Chẳng phải nhà bọn họ đã thí không hôn nhân của chính thanh rồi ư. Thấy chuyện đơn giản như vậy mà mẫu thân mình mãi vẫn không hiểu ra. Lâm Chính Thanh bắt đầu không nhẫn nại được nữa, có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở Lâm Đại Thái Thái, kết thân với Trần Doãn Viễn có hai kết quả một là đánh đổ được thành quốc công, hoàng thượng khen thưởng ban trả tước vị của Trần Gia cho Trần Doãn Viễn, như vậy Trần Gia sẽ trở thành nhà huân quý. Còn nếu không đánh đổ được thành quốc công, trong mắt hắn có tia sáng lóe lên, Lâm Chính Thanh nở một nụ cười nhạt, chuyện ở đời mà, có thành công thì cũng có thất bại, cùng lắm con trở thành người quá vợ thôi, mẫu thân thấy chấp nhận được thì cho người đi cầu hôn. Quá vợ người từng một lần qua đò còn tìm được mối hôn sự nào tốt sao lâm đại thái thái im lặng hồi lâu mới nói được mấy chữ thằng bé này lời tuy không dễ nghe nhưng lại chẳng hề sai thành công tất cả đều vui vẻ thất bại cứ để cả nhà trần doãn viễn nhận tội hết nói nghe tàn nhẫn nhưng từ trước đến nay các mối quan hệ hợp tác đều được giải quyết như vậy đối với lâm chính thanh vờ đạo nghĩa còn không bằng làm tiểu nhân chân chính lúc còn bé hắn từng thấy tổ phụ bị đánh gậy, vết thương thối giữa, mang tội đến khi chết trong khổ sở. Chuyện đó khiến hắn hiểu được thế đạo đương thời, không làm tiểu nhân thì sẽ phải chết. Lâm Chính Thanh đi ra khỏi phòng Lâm Đại Thái Thái, thuận tay bứt một cọng cỏ nơi góc tường ngậm trên môi. À, vẫn còn một chuyện, hắn muốn đến thư phòng vẽ một bức tranh cảnh sông mùa xuân, chờ xem có người nào đến xin không. Trong thư phòng, lâm chính thanh vừa vẽ xong bức tranh gã sai vặt vào thưa lão gia nhắn bảo đại gia vẽ một bức tranh tả cảnh sông mùa xuân có một vị tiên sinh quen thân ngỏ ý xin mà lão gia không từ chối được nói tới đây thì liếc thấy bức tranh trên bàn sách gã sai vặt liền tươi cười hóa ra đại gia đã vẽ xong rồi lâm chính thanh giao bức tranh cho gã sai vặt mang đi phơi khô rồi đặt bút xuống bàn thật kỳ quái hắn vừa muốn vẽ tranh thì liền có người đến muốn xin tranh có phải hơi trùng hợp quá rồi không? Mấy ngày nay viện của Chi Chính đông đúc hơn hẳn ngày thường, không tính tới Lâm Phương và Lâm Di chiếm cứ hai gian kề bên phòng chính trong niệm tử đường của lão thái thái Chi Chính, hôm sau Lâm Uyển và Trần đại thái thái cũng dọn tới xin phụng dưỡng bà. Trần đại thái thái vừa đi khỏi, Lâm Phương liền đứng dậy nói, phòng ta vừa nhỏ vừa nhiều đồ đạc, tam tỷ vào ở sẽ rất chật. Phòng lục muội muội có giường lớn ngủ hai người vẫn còn rộng chán thì ra lúc trước lâm phương chọn phòng nhỏ hơn là vì đã tính đến chuyện này lâm di nghĩ tới đây liền thấy buồn cười nàng có bị đẩy cho phòng nhỏ hơn cũng vẫn phải cưu mang lâm uyển nhị lão thái thái đồng thị đã sắp xếp xong từ trước làm gì cho nàng chọn lựa nào khác lâm uyển cũng là người thận trọng được lâm di giúp đỡ thu xếp đồ đạc vào phòng thì luôn miệng cảm ơn nàng chăn nệm trong phòng đều được chuẩn bị đâu vào đấy. Lâm Uyên thả lỏng cơ mặt, nhẹ giọng nói, lục muội muội tốt bụng thật. Lâm Uyển không quá xinh đẹp nhưng lại sở hữu một giọng nói hết sức dễ nghe, hành vi cử chỉ thước tha, tính tình dịu dàng hòa nhã, ngoài ra còn khá kiệm lời, chỉ ngồi một bên lẳng lặng theo thùa. Ban đầu Linh Lung và Quất Hồng không dám nói năng lớn tiếng, nhưng một ngày sau hai nha đầu đã trở lại bình thường. Lâm Phương thì càng không để ý tới vị tam tỷ này hơn ai hết, có chuyện cũng chỉ tới gọi Lâm Di, xong Lâm Uyển chẳng hề để bụng, tựa như đã quen bị quên lãng. Cứ thế rốt cuộc chỉ có mình Lâm Di còn nhớ tới Lâm Uyển. Ba người thường bầu bạn nói chuyện với Lão Thái Thái Chi chính nên dĩ nhiên biết rõ tình hình hiện giờ của viên gia. Mấy ngày qua họ hàng bô Lão viên gia thường tụ tập họp mặt, Lâm Kiều sai người về báo tin cho Lão Thái Thái Chi chính yên tâm nói thêm rằng mình muốn ở lại viên gia vài ngày lâm kiều ở lại viên gia càng lâu lão thái thái chi chính càng vui vẻ qua thêm hai ngày nữa vãn bối viên gia tìm tới tỉnh an lão thái thái chi chính lão thái thái chi chính mệt mỏi nhưng nghiêm mặt nói chuyện qua lại một lúc thì già trẻ viên gia đều rơi nước mắt cháu trai lớn của nhị phòng viên ra ngỏ ý muốn đến viện của vợ chồng lâm kiều đang ở nhìn một lần khuôn viện kia vốn do lão thái thái chi chính bỏ tiền ra mua, viên gia dĩ nhiên hiểu lễ nghi, biết phải đến xin phép lão thái thái chi chính trước. Lão thái thái chi chính thở dài, là người một nhà nên ta cũng không giấu, Lâm Kiều mới bấy nhiêu tuổi đầu, gặp phải chuyện như vậy. Cũng là do sơ ý, ta lại già cả, đành phải phiền các vị. Vừa nói bà vừa rơi lệ, đình văn còn trẻ như thế, nếu để người ta tống giam nó như vậy, có sơ xảy gì thì biết làm sao viên đại nãi nãi nói lão thái thái bên thân gia nói rất đúng trưởng bối trong nhà đã nói bất luận thế nào cũng phải đưa văn nhị thúc trở về chuyện lớn như vậy viên gia tất nhiên phải tìm cách tự bảo vệ song lão thái thái chi chính vẫn làm như không hiểu chuyện này mà tỏ vẻ mừng rỡ yên tâm gật đầu rồi sai bạch mama lấy ra một cái hộp bằng gỗ mun chạm trổ hoa văn hải đường và lắp khóa xong ngư giao cho viên đại nãi nãi trong này là khế đất của khuôn viện kia, ngoài ra còn có ít ngân phiếu, nhờ đại nãi nãi đưa cho Lâm Kiều hộ ta, bảo con bé cứ dùng đến khi cần. Lâm Di ở buồng trong nghe thấy vậy thì không khỏi cảm thán nước cờ cao minh của lão thái thái chi chính. Người đọc sách trước giờ coi trọng nhất là thể diện, trong nhà xảy ra chuyện làm gì chịu để người ngoài bỏ bạc ra vì mình. Lão thái thái chi chính làm vậy viên gia muốn giữ mặt mũi tất sẽ móc tiền túi ra chi trả cho toàn bộ số tiền cần thiết để cứu đại tỷ phu ra ngoài. Hơn nữa, cho dù đại tỷ phu thật sự gặp chuyện không may, viên gia cũng phải đối xử tử tế với đại tỷ cả cuộc đời còn lại. Viên đại nãi nãi chỉ nhìn hộp đồ kia mà không dám nhận, ngượng ngùng nói, lão thái thái bên thân gia muốn cháu thẹn đến chết sao. Vợ Đình Văn còn ở viên gia ngày nào thì bên cháu dĩ nhiên cẩn thận chăm sóc muội ấy ngày đó cá đã cắn câu. Lão thái thái chi chính thở dài, đại nãi nãi nghĩ nhiều rồi, một lão bà như ta nào có nhiều tâm tư như thế. Ta chỉ là muốn giúp đỡ, mà thôi, đáng tiếc vợ chồng con trai ta mất sớm. Lâm Kiều không còn nhà mẹ nương tựa nên ta càng thương con bé hơn. Không còn nhà mẹ nương tựa thì nhà chồng càng không thể không quản, trên dưới viên gia đã gánh tội rừng dưng vì sự kiện trước rồi bây giờ tất nhiên không thể khiến người khác có cớ đâm trọt thêm. Viên đại nãi nãi cuối cùng cũng không nhận lấy hộp đồ kia, ngược lại còn tặng quà cho Lâm Uyển, Lâm Phương và Lâm Di. Lão Thái Thái Chi chính thấy vậy thì để mấy người Lâm Di ra ngoài chào hỏi khách. Ba người Lâm Uyển, Lâm Phương và Lâm Di tiến lên nhận quà, viên đại nãi nãi nhìn từng người, ánh mắt thoáng thoáng lướt qua Lâm Uyển, dừng lại trên người Lâm Phương một chốc cuối cùng thì tỉ mỉ nhìn ngắm Lâm Di, sau đó kéo nàng lại gần, vừa xinh đẹp vừa phúc hậu. Ánh mắt giò xét khiến người bị nhìn vô cùng khó chịu, song giọng điệu khi nói đến hai chữ phúc hậu, cứ như Lâm Di thật sự sẽ có tương lai rất tốt. Bà tử bên cạnh viên đại nãi nãi đưa ba hộp quà cho ba vị tiểu thư, là ba chiếc hộp bằng gỗ hoa lê, chạm trổ hoa văn như ý tầm hương. Viên đại nãi nãi cười nói, đại nãi nãi lâm gia cũng có nói muốn đến thăm lão thái thái bên thân gia. Chỉ là mấy ngày nay bận giúp chúng tôi hỏi thăm chuyện của văn nhị thúc nên hơi chậm trễ. Vài hôm nữa chắc chắn sẽ dẫn Trí Thanh sang đây. Vừa đưa quà xong liền nhắc tới Lâm Gia và Lâm Chính Thanh. Lâm Di vẫn hết sức thản nhiên trong khi Lâm Phương hơi sáng mắt lên. Có điều thấy viên đại nãi nãi lôi kéo Lâm Di thì không khỏi nhíu mày. Viên đại nãi nãi cúi đầu nhìn Lâm Di, ánh mắt chứa đầy ẩn ý trong lòng lâm duy nhất thời có tiếng chuông báo động réo vang nàng tính nhầm chỗ nào rồi sao nhị lão thái thái đồng thị rõ ràng nhắm vào lâm chính thanh nhà họ lâm có đồng ý kết thân với trần gia thì cũng sẽ chọn lâm phương vì dù sao lâm phương cũng lớn tuổi hơn nàng lần trước lâm đại thái thái đã chọc phải tới tổ ong của tiêu thị hôm nay sao còn có thể cho viên đại nãi nãi tới đây nói lời đưa đẩy chứ chưa kể Kiếp trước Lâm Gia coi trọng nàng cũng chỉ vì mối giao hảo giữa cha nàng và Khang Quận Vương. Hiện giờ cha nàng không dính dáng gì tới Khang Quận Vương. Cớ gì Lâm Gia lại vừa ý mối hôn sự này? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 34, tranh giành. Người trong phòng đều giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt cho nên nhanh chóng hiểu được ý của viên đại nãi nãi. Song viên đại nãi nãi cũng chỉ nhắc tới một lần rồi thôi, Ngồi thêm chút nữa liền cáo từ xin về. Lâm Uyển, Lâm Phương và Lâm Di cũng trở về phòng của mình. Lâm Uyển và Lâm Di vừa ngồi xuống giường thì Lâm Phương cầm hộp quà của mình xông vào phòng. Trên mặt treo nụ cười hơi kỳ quái, "Tam tỷ tỷ, lục muội muội sao hai người vẫn chưa mở quà ra xem?" "Nào có ai hùng hồn yêu cầu xem quà của người khác như vậy chứ?" Thấy Lâm Uyển và Lâm Di không động đậy, Lâm Phương liền tự mình tới mở cả ba cái hộp ra. Của Lâm Uyển là một cây châm mạ vàng hình hoa mẫu đơn, không hơn cũng không kém so với cây châm ngọc hình hồ điệp của nàng ta. Lâm Phương quay sang mở hộp của Lâm Di ra, nằm trên lớp vải nhung màu đỏ là một cây châm như ý bằng vàng nạm châu ngọc. Lâm Phương nhất thời tức đến mức đầu ngón tay run rẩy, vung mạnh tay áo khiến hộp châm suýt nữa đã rơi xuống đất, may có quất hồng nhanh tay chộp kịp cảm giác khó chịu dồn trước ngực lâm phương nhếch môi cười lạnh lục muội muội mới về kinh mà đã được nhiều người yêu thích như vậy khiến cả người làm tỷ tỷ là ta đây cũng thành tảng đá bên đường mất rồi muội muội mau nói nghe thử xem học từ ai mà tính toán ghê thế đàn áp luôn cả tỉ muội trong nhà linh lung và quất hồng nghe thấy đều bất giác trao mày trong khi lâm di vẫn bình thản không dao động tứ tỷ có nhầm lẫn gì không tại sao lại nói vậy Lâm Phương lạnh lùng cười nói, đến giờ rồi mà còn giả ngu, viên đại nãi nãi nói thế đã rõ quá rồi còn gì, muội muội chỉ tới Lâm ra một chuyến liền có được nhân duyên tốt. Lâm Di cục mắt xuống, tứ tỷ đừng suy đoán lung tung. Suy đoán lung tung, Lâm Phương sẵn giọng thế sao của muội lại là châm như ý, là vì muội được như ý, muội đã sớm vừa ý đại lang của Lâm gia. nói không chừng còn cùng người ta lâm di ngước mắt lên nhìn lâm phương bằng ánh mắt sắc bén như kiếm vừa rời vỏ tứ tỷ là khuê tú nhà đàng hoàng hiểu biết lễ nghi hẳn biết những lời này mà truyền ra ngoài thì cho dù ta chết muôn lần tứ tỷ cũng chạy không thoát cớ gì phải vấy bẩn thanh danh ta rồi hại luôn cả mình muội lâm phương bị lời này của lâm di làm cho nghẹn họng muội cho rằng ta thèm tranh giành với muội ta chỉ không ưa hành vi vô phép tắc của muội Bây giờ mà nhịn thì không chừng cô nàng lại đi nói lung tung. Cho nên Lâm Di liền bảo, tứ tỷ nói xem ta vô phép tắc chỗ nào để ta biết mà học hỏi tứ tỷ. Lâm Phương cũng chỉ có thể dương nanh múa vuốt hù dọa người khác thôi. Chứ bị bảo nói ra rõ ràng thì cô nàng lại tịt ngòi. Chỉ biết đứng yên trợn mắt nhìn. Được rồi. Lâm Uyển đứng dậy hòa giải. Đều là tỉ muội một nhà bắt bẻ nhau làm gì. Lục muội muội vừa vào kinh tổ mẫu vẫn dặn dò chúng ta nên che chở chứ đừng làm khó muội ấy mà. Nếu nói đến tuổi tác, chẳng phải ta còn lớn hơn cả hai muội sao? Thấy ngay cả Lâm Uyển cũng đứng về phía Lâm Di, Lâm Phương càng tức tối, nhìn ấm trà nóng trên bàn thì tiện tay hắt nó về phía Lâm Di. Lâm Di nhìn thấy trước nên lập tức đứng dậy né tránh, xong Lâm Uyển nhào sang đỡ cho nàng liền bị nước trà nóng làm phòng phải kêu thành tiếng. Hạ nhân trong phòng đều giật mình, lâm di vội vàng bước tới nhìn lâm uyển tay lâm uyển đã đỏ ửng một khoảng nha hoàn mang nước lạnh đến lâm di vừa nhanh nhỏ kéo tay lâm uyển ngâm vào chậu vừa ngẩng đầu lên ra lệnh cho linh lung mau đi lấy sáp bạc hà lâm phương lúng túng đứng một bên không còn vẻ uy phong khi nãy nghe thấy tiếng xôn xao trong phòng bạch ma ma vén màn vào xem thấy tam tiểu thư ngâm tay trong nước mấy tiểu nha hoàn bị dọa đến mặt trắng bệch biết vừa xảy ra chuyện lớn thì nhanh chân đi đến, cúi đầu nhìn thoáng vào trong chậu, mặt lập tức biến sắc, sao lại thế này? Cũng may, nước trà nóng nhưng không phải là nước vừa đun sôi nên Lâm Uyển không bị gì. Bạch ma ma trở về nói lại cho lão thái thái chi chính những gì mình nhìn thấy. Hôn nhân mà nhị lão thái thái đồng thị muốn sắp xếp cho Lâm Phương không ngờ lại rơi trúng người Lâm Di. Bạch ma ma cười nói, thảo nào người viên gia không tới chỗ chi thứ hai mà lại tới chỗ chúng ta. Người họ viên mà đến trước mặt nhị lão thái thái ngỏ ý với lục tiểu thư thì chẳng khác nào cho nhị lão thái thái một cái tát vào mặt. Lão thái thái chi chính cười khẽ, thứ nhị lão thái thái coi là đồ quý chưa hẳn đã lọt vào mắt lục nha đầu. Bạch ma ma ngừng cười, ý ngài là. Lão thái thái chi chính nói, đừng quên lúc ở lâm gia lục nha đầu đã gặp phải chuyện gì. Bạch ma, ma lập tức im lặng. Theo lý thuyết thì thế gia danh môn như Lâm Gia sẽ không bao giờ làm chuyện như thế, nhưng lòng người khó dò, chẳng ai dám chắc chắn cam đoạn. Cũng như tứ tiểu thư nhìn bề ngoài rõ ràng là một khuê tú đứng đắn, ai ngờ quay lưng liền làm chuyện như vậy. Đến tối Lâm Phương trở về phòng mình, phòng Lâm Di liền yên tĩnh trở lại, Lâm Uyển đổi thuốc trên tay rồi ôm gối giúp trên giường trò chuyện với Lâm Di cũng không trách được vì sao tứ muội lại tức giận đến vậy. Lâm Uyển cười cười với Lâm Di, mấy năm qua trong nhà đều là thiên hạ của muội ấy, lục muội muội vừa tới đã khiến muội ấy phải xuống đài. Lâm Di lắc đầu, nàng cũng chẳng có lòng dạ nào so bì với người khác, nàng chỉ muốn gia đình được hạnh phúc bình yên. Chỉ cần Lâm Phương không hại đến nàng, nàng cũng sẽ giữ nguyên tắc nước giếng không phạm nước sông. Lâm Uyển cúi đầu áp một bên thái dương lên gối lục muội muội mới vào kinh mà đã có một gia đình lớn như lâm gia tới cầu hôn bất kể có thành hay không thì muội cũng nên thấy vui vẻ lâm uyển nhìn ra điều gì rồi bằng không sao lại nói những lời như vậy lâm di cúi đầu hôn nhân hẳn nên theo lệnh của cha mẹ những cái khác muội không nghĩ tới lâm uyển tỏ vẻ như thật lòng mừng cho lâm di dẫu vậy muội cũng nên vui vẻ mà con người ai chẳng thích so bì chứ đều là tiểu thư trần gia nhưng các muội ai cũng nổi bật, chỉ có ta là không ai buồn ngó tới thôi. Vừa nói nàng vừa phì cười, tứ muội muội nói tới chuyện lớn nhỏ nhưng lại quên ta còn lớn hơn cả muội ấy. Hai người vừa theo thùa vừa nói chuyện thêm một lúc thì Lâm Uyển nằm xuống ngủ trước, Lâm Di vào buồng trong thay đồ, là Quất Hồng mang đồ ngủ tới cho nàng. Tiểu thư, Quất Hồng thấp giọng nói, Tam Thái Thái nhìn thấy lễ vật viên gia đưa tới cho tiểu thư thì chỉ hơi kinh ngạc. Nàng sai Quất Hồng trở về chi thứ hai lấy ít đồ, nhưng thật ra là muốn đưa lễ vật viên ra tặng cho Tam thái thái Tiêu thị. Lâm Di ngẫm nghĩ, có nhìn thấy cha ta không? Quất Hồng gật đầu, thưa có. Thái thái đưa hộp quà cho lão gia xem, lão gia chỉ hơi nhíu mày, hỏi nô tỳ viên gia còn nói những gì? Nô tỳ có sao nói vậy, lão gia nhìn cây châm trong hộp thêm một lần nữa rồi quay người đi thư phòng. Chất vải mềm mại của bộ đồ ngủ rũ trên vai nàng đưa tới cảm giác lành lạnh. Cha biết ý của Lâm gia nhưng không lập tức tỏ thái độ mà đi thư phòng. Chẳng lẽ cha cũng đang suy ngẫm về mối này? Nhìn vẻ mặt âm trầm của tiểu thư, Quất Hồng rốt cuộc không nhịn được hỏi, "Có phải tiểu thư không muốn gả cho Lâm gia?" Nha hoàn thân cận của nàng luôn nhìn ra được trong lòng nàng nghĩ gì. Lâm Di không trả lời nhưng Quất Hồng vẫn khẳng định được suy đoán của mình lập tức bối rối hỏi. Nếu là vậy thì tiểu thư phải mau trở về cầu xin lão gia với thái thái, bằng không ngộ nhỡ để hôn ước xác định rồi thì biết làm sao. Lâm Di từ tốn mỉm cười, thế gia định hôn ước sẽ không qua loa như vậy, hơn nữa lâm đại thái thái vẫn chưa tới kia mà. Huống chi, miếng thịt ngon nhường ấy, cho dù nàng không nhận thì cũng sẽ có người tới tranh đoạt. Bên này Lâm Di ngủ thẳng giấc thì bên kia Lâm Phương lại trắng đêm không ngủ điền thị cho người nhắn tin bảo Lâm Phương đừng nóng nảy. Lâm gia chú ý Lâm Di quả thật khiến người khác kinh ngạc, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Tuy Lâm Phương biết bản thân phải giữ giá nhưng vẫn tức tối muốn nói rằng nếu Lâm gia không có mắt nhìn thì nàng ta cũng không thèm cưỡng cầu, nhưng lời đến khóe miệng lại nghẹn ở đó. Chỉ cần nhớ tới khuôn mặt tuấn tú và học thức uyên bác của Lâm Đại Lang, mặt cô nàng lại vặn vẹo, chẳng phải Lâm gia còn một đứa con vợ lẽ sao? giả lâm di cho tên đó là được rồi minh anh hốt hoảng nhìn quanh một lượt tiểu thư nói nhỏ một chút để người khác nghe được không hay đâu lâm phương cười lạnh nói sợ cái gì tổ mẫu ruột con nhỏ đó vốn là đồ đê tiện chuyên làm chuyện mờ ám bằng không sao tổ phụ mới trở về kinh mấy ngày mà bà ta đã dính bầu ai biết được thứ bà ta đẻ ra có thật là máu mù trần gia hay không để con nhỏ đó lấy tiếng con gái trần gia gà ra ngoài đã lợi cho nó lắm rồi còn muốn tranh đoạt với ta hả, ta nhổ vào. Cho nó chút thể diện nó liền muốn lên bàn thờ ngồi à, cũng không biết thân biết phận xem mình là loại chó nào trong chuồng. Lâm Phương mắng xong liền thấy thoải mái hơn. Sang hôm sau, Điền Thị ăn vận đơn giản đến thăm lão thái thái chi chính, thân quyến trong nhà con cũng muốn đến thăm lão thái thái đấy, hỏi con có thể giảng kinh ở chỗ của lão thái thái không. Lâm Di nhìn Lâm Phương đang tươi cười đứng cạnh đó, Thảo nào từ sáng sớm trông cô nàng đã vô cùng phấn khởi, thì ra là điền thị đã ướm lời cho người khác nói muốn tới chỗ chi chính nghe giảng kinh. Trong phòng có thờ phụng Phật tổ nên dù bệnh, lão thái thái chi chính vẫn muốn niệm kinh mỗi ngày. Nay lại thêm chuyện của viên gia, lão thái thái chi chính đã làm hết sức mình, giờ chỉ còn biết khẩn cầu Phật tổ giúp đỡ nữa mà thôi, cho nên đề nghị của thị điền thị liền vừa hay chung ý bà. Quả nhiên, Lão thái thái chi chính vô cùng vui vẻ tán thành, chỉ phiền cháu thôi. Điền thị khiêm nhường cười, có thể hiếu kính lão thái thái là phúc phần của con, chỉ ngại đến lúc ấy trong viện sẽ hơi trộn rộn một chút. Lão thái thái chi chính cười nói, ngại cái gì? Có hạ nhân hầu hạ rồi. Ngại là ngại mấy người trẻ tuổi các con sẽ không thoải mái khi có mặt bà già này thôi. Điền thị nghĩ tới chuyện của viên gia thì khẽ thở dài, lão thái thái ngã bệnh Viên gia xảy ra chuyện. Chúng con nào có tâm trạng chứ? Chỉ muốn bầu bạn giúp lão thái thái giải sầu thôi. Lão thái thái chi chính gật đầu, ta hiểu tấm lòng của con, hôm đó ta sẽ cho người đến phố Nam phát cháo cho người nghèo. Điền thị thường xuyên lôi kéo người thân hành thiện, năm nào cũng xuống phố phát cháo mấy lượt, ngay cả trong ngày tuyết rơi nhiều điền thị vẫn ôm bệnh chạy ngược chạy xuôi đi quyên tiền cho người nhân cùng khổ vì thiên tai người trong kinh ai cũng biết Trần Gia có một nữ Bồ Tát. Có điều chẳng rõ bây giờ vị nữ Bồ Tát này lại muốn độ khổ cho ai đây? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 35, Yến Vô Hảo Yến. Ý chỉ đi dự tiệc mà không thoải mái. Nhị Thái Thái Điển Thị tổ chức giảng kinh trong kinh đã là chuyện thường thấy cho nên đề nghị này nhanh chóng được thông qua. Đưa tiễn Điển Thị về xong, lão thái thái chi chính cười đến tít mắt bảo nhà bếp làm thêm cho lục nha đầu thêm vài món ăn, con bé đang tuổi lớn, không thể ăn uống ít ỏi như bà già ta được. Bạch ma thấy lão thái thái chi chính phấn khởi như vậy thì cũng vui vẻ theo, người lúc nào cũng nghĩ cho lục tiểu thư, hay nô tỳ đi gọi cô ấy đến trò chuyện với người nhé. Thấy lão thái thái chi chính không phản đối, bạch Mama ma tươi cười lui xuống, chỉ chốc lát sau đã thấy lâm di cầm một bình hoa sứ bước vào phòng hoa lá cắm trong bình vừa sum xuê vừa đẹp đẽ nhưng vẫn không lấn át được khuôn mặt tươi tắn của Lâm Di. Dung mạo của Lâm Di tuy không xinh đẹp bằng Lâm Phương, nhưng so ra thì tinh tế và hài hòa hơn. Con gái tới tuổi dậy đa phần đều mảnh khảnh, ăn mặc trang điểm vào ai cũng xinh đẹp hẳn lên. Nhưng cũng như trăm hoa trong vườn, hoa càng rực rỡ càng ít thơm, cho nên đa phần các gia đình đều thích chọn con dâu đoan trang dễ nhìn, đẹp quá cũng không tốt, Phong thái và khí chất mới là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Chẳng rõ Lâm gia coi trọng Lục Nha Đầu là nhờ đánh bậy đánh bạ mà chúng hay thật sự có mắt nhìn người nữa. Lâm Di đặt bình hoa lên chiếc bàn thấp ở gần cửa sổ rồi tới ngồi xuống cạnh lão thái thái chi chính, mấy ngày nay bệnh tình của lão thái thái chi chính đã đỡ nhiều, mặt mũi cũng hồng hào hơn. Lão thái thái chi chính nói, "Cháu đoán đúng rồi, nhị bá mẫu của cháu quả nhiên muốn tới chỗ ta giảng kinh." Lâm Di cúi đầu cười, cháu đoán mò mà cũng trúng. Lâm Phương cố tình hắt nước nóng làm Lâm Uyển bị bỏng. Bạch ma ma nhanh trí liền nhân chuyện này muốn đuổi Lâm Phương trở về chi thứ hai, nhưng bị Lâm Di cản lại. Nếu Lâm Phương cứ vậy mà về, nhất định sẽ khóc lóc kể lể với nhị lão thái thái đồng thị. Chưa biết chừng còn đổ tội lên đầu nàng mà không cho nàng cơ hội giải thích. Hơn nữa, lão thái thái tạm thời cũng không biết trong số bạn bè thân thuộc của mình còn nhà nào đồng ý giúp đỡ viên gia vượt qua ải khó không chỉ cần lâm phương thỏ thẻ cầu xin điền thị dựa vào sự chiều chuộng con gái của điền thị không chừng bọn họ còn có thể nhờ được bá tổ mẫu có thể nhân cơ hội này phát thiệp mời tiệc người nguyện ý đến sẽ đến người muốn tránh sẽ kiếm cớ từ chối thôi viên gia gặp chuyện ai không rõ đều tới viên gia hỏi thăm tin tức cũng có thể thông qua Trần Gia biết tường tận đầu đuôi câu chuyện. Lão Thái Thái cười nói, chờ đại tỷ cháu trở về, ta sẽ bảo nó cảm ơn cháu tử tế. Lâm Di ngượng ngùng cúi đầu, cháu không nói mọi chuyện cũng sẽ diễn biến như vậy. Chưa kể, Lão Thái Thái sớm muộn gì cũng nghĩ tới được điểm này. Nhìn dáng vẻ cười bẽn lẽn của Lâm Di, không hiểu sao Lão Thái Thái chi chính lại thấy thoải mái. Kể từ khi Doãn Lễ qua đời, đã lâu bà không cảm thấy vui vẻ như vậy, chúng ta vừa từ trịnh gia trở về, dĩ nhiên phải mời trịnh lão phu nhân trước tiên. Thiệp mời của lão thái thái chi chính nhanh chóng được đưa tới trịnh gia, sức khỏe trịnh lão phu nhân không tốt nên báo lại sẽ cho trịnh nhị thái thái tới đây. Người trịnh gia còn cầm theo thư của trịnh thất tiểu cho Lâm Di, cô nhóc cũng muốn sang tham gia náo nhiệt. Lâm Uyển bị bỏng ở tay, không thể cầm kim theo thùa nên ngồi cùng nha hoàn cuốn chỉ. Lâm Di đi tới bản viết thư hồi âm, còn Lâm Phương cho người âm thầm canh ngoài phòng của lão thái thái chi chính nghe ngóng xem Lâm đại thái thái và Lâm Chính Thanh có tới hay không. Sau khi biết được Lâm gia báo sẽ tới, tim nàng ta liền không ngừng đập thình thịch, vội vàng trở về sai người chuẩn bị quần áo và đồ trang sức. Trong khoảng thời gian ngắn đó, ai cũng bận chuyện riêng của mình, đến hôm chính thức mở tiệc, Lâm Phương vận y phục gấm tứ xuyên, chân đi dài theo theo sau điền thị đứng ở cửa thủy hoa đón khách. Trần Nhị Lão Gia Trần Doãn Chu ở tiền viện đón khách nam, trong ngoài viện của chi chính đều do một nhà của Trần Nhị Lão Gia lo liệu. Lâm Uyển và Lâm Di theo bên cạnh Lão Thái Thái chi chính, thay nhau lễ phép hồi đáp thỉnh an của nhóm vãn bối với bà. Trong phòng, khách nữ dần ngồi đầy, mọi người bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, chỉ cần nghe thấy có ai nhắc tới viên gia thì cả phòng liền im phăng phắc. Người hầu liên tục ra vào dâng trà bánh, các tiểu thư dùng ít trà bánh rồi cuối cùng cũng được nhóm Thái thái phu nhân lên tiếng cho ra vườn dạo chơi, thật sự vô cùng chúng ý bọn họ, nhất là hai vị tiểu thư của Tề gia, từ lúc đặt mông ngồi xuống vẫn luôn liên tục nháy mắt với Lâm Di. Chư vị tiểu thư mới ra ngoài liền như chim vừa được sổ lồng, ai nấy đều thở phào một hơi dài. Tề Tam tiểu thư kéo Lâm Di sang một bên, cả nhà đại tỷ của muội không sao chứ? lúc được tin ai cũng sợ mất cả hồn ta với muội muội phải chạy tới hỏi han mẫu thân đủ kiểu nhắc tới chuyện này lâm di cũng thấy nặng nề viên gia có thể bình an thoát nạn hay không vẫn chẳng ai biết được đây dù sao cũng là chuyện trưởng bối quan tâm mấy tiểu thư khó khăn lắm mới có dịp tụ hội nên sau khi hỏi thăm mấy câu chủ đề về viên gia nhanh chóng bị gạt sang một bên tề tam tiểu thư nói hôm nay ca ca của ta cũng đến đấy để thỉnh an Trần Đại Lão Thái Thái. Tề gia, viên gia, lâm gia và trần gia giao hảo với nhau đã mấy đời nên thường ngày cũng hay qua lại. Tề ngũ tiểu thư và tề tam tiểu thư liếc mắt nhìn nhau rồi lấy khăn che miệng cười, chỉ với một cái kết bé bé muội đã làm khó được ca ca, huynh ấy trước giờ làm gì chịu cúi đầu nhận thua với ai, muội mà là con trai e huynh ấy đã đòi kết bạn từ lâu, còn bây giờ chắc tám phần đã trúng tiếng xét rồi bị trêu chọc kiểu này, da mặt dày tới đâu cũng phải ngượng đỏ ửng. Ba người vừa nói tới đây thì thấy Điển Thị dẫn một người phụ nữ mặc áo xanh tiến vào vườn. Tề Tam Tiểu Thư Ý, một tiếng, Trần Nghị Thái Thái mời cả Tống Thái Thái kìa. Lâm Di đưa mắt nhìn sang, hơi ngạc nhiên không hiểu. Tề Ngũ Tiểu Thư kéo Lâm Di sang một bên, đó là bà con xa bên mẹ của Nhị Thái Thái nhà muội, mới vào kinh gần đây thôi, nghe nói là công tử nhà họ bị bệnh nên vào kinh xin thuốc. Xem ra là không xin được thuốc, nếu không đã chẳng khúng núm nịnh nọt như vậy với điển thị. Con người khi tới đường cùng thì cái gì cũng dám thử. Tề tam tiểu thư nhìn quanh không thấy ai mới cười cười nói, muội vẫn chưa biết à, nếu nghe nhắc tới tống gia tứ tỷ của muội sẽ lập tức thay đổi sắc mặt đấy. Nàng thật sự không hề hay có chuyện như vậy. Tề ngũ tiểu thư tiếp lời, Tống gia lúc trước vốn là nhà giàu, hai nhà Tống Trần đã có ý kết thân từ trước, cộng thêm quan hệ bà con xa với Trần Nhị Thái Thái nên lúc tứ tiểu thư được ba bốn tuổi đã thuận miệng hứa gả nàng ta cho Tống gia. Ai ngờ thiếu gia của Tống gia bị mắc đậu mùa, sau khi khỏi bệnh thì thành ngớ ngẩn, dĩ nhiên Trần gia không hề nhắc tới hôn ước nữa. Tề tam tiểu thư cố ý bắt trước dáng vẻ bĩu môi của Lâm Phương, tuy đã hối hôn nhưng hễ nghe ai nhắc tới, Trần Tứ Tiểu Thư liền khó chịu ra mặt. Lâm Phương trước giờ luôn mắt cao hơn đầu, cho dù hôn ước không thành cũng sẽ cảm thấy suối quẩy, nói ra càng tổn hại tới thanh danh của cô nàng. Có điều, nếu là vậy thì tại sao Điền Thị lại chủ động mời Tống Thái Thái đến đây? Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.